Chào mọi người, nay website camera quay lén.com.vn giới thiệu các bạn thiết bị nghe lén định vị ghi âm trực tuyến qua điện thoại, ngụy trang bằng cục sạc pin. Đây đó là cục sạc pin Samsung này, hoặc là iPhone này các bạn này. Đây, giờ tôi sẽ giới thiệu tổng quan về thiết bị này. Đây là thiết bị nhân vật chính chúng ta này, quả pin dự phòng nó này. Khi các bạn cắm điện vào hoặc không cắm thì nó cũng vẫn có pin dự phòng, nó vẫn hoạt động được 2 đến 3 ngày liên tục. Đó. Giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Trước khi tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và ủng hộ kênh chúng tôi, để các bạn sẽ là người nhận mã giảm giá 10% khi mua hàng, hoặc các bạn sẽ là người biết được những video mới nhất của chúng tôi. Giờ tôi sẽ nắp cái sim vào này. Đó, đây là cái thẻ nhớ đây, để nó lưu file ghi âm này. Đó, giờ tôi sẽ khởi động nguồn nó lên này. Đấy, nút nguồn nó này các bạn này. Đó, thiết bị chúng ta đã hoạt động này. Giờ tôi sẽ cho thiết bị vào vỏ cục sạc pin Samsung của chúng ta này. Đó, đặt cũng rất là dễ dàng các bạn nhé. Đây, nắp đậy nó này. Đó. Đây, giờ tôi sẽ thử sạc cái chức năng sạc của nó đây các bạn này. Thiết bị này chúng ta sạc pin cho điện thoại như bình thường nha các bạn nhé. Đây, tôi sẽ sạc pin này. Đó, các bạn thấy nó vẫn vào pin như bình thường nhé. Thiết bị chúng ta hoạt động và ngụy trang rất tốt. Đó. Giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng này. Chúng ta lấy điện thoại ra. Vào phần soạn tin nhắn. Các bạn soạn đến cái số SIM ở cái nằm trong cái thiết bị này nha các bạn nhé. 03 các bạn soạn cú pháp như sau rồi 000 300 này, thăng này, số điện thoại các bạn, chẳng hạn như số của tôi này 0941089888 và kết thúc bằng phím thăng. Các bạn gửi đến cái số ở trong cái cục sạc pin này của chúng ta nhé, nó sẽ trả lời lại cho chúng ta một cái tin nhắn này. Đó, nó trả lời lại cho chúng ta một cái tin nhắn này, chấp nhận số điện thoại chúng ta làm chủ nhân này. Giờ tôi sẽ sử dụng chức năng nghe lén nó này. Tôi điện đến cái số ở trong cái thiết bị này, nó sẽ tự động bắt máy nhé các bạn nhé. Đó, đã báo người dùng bạn như này là thiết bị chúng ta đang hoạt động rồi. Đây, tôi sẽ sử dụng chức năng nghe lén nó này. Alo, alo. Alo, alo.
Alo. Đó, thiết bị chúng ta hoạt động rất tốt nhé. Đấy, thì ở đây hai cái thiết bị nó gần nhau nên nó bị nhiễu âm này các bạn này. Đấy, giờ tôi sẽ kết thúc cái phần chức năng nghe lén. Giờ tôi sẽ sử dụng chức năng ghi âm nó này. Các bạn muốn sử dụng chức năng ghi âm, các bạn soạn tin nhắn 3 số 2 và gửi đến thiết bị. Nếu các bạn muốn sử dụng chức năng ghi âm 10 phút thì nó sẽ các bạn soạn 3 số 1, còn các bạn muốn sử dụng chức năng tự động điện lại thì các bạn soạn đó Stand Record, đó là ghi âm thiết bị chúng ta đang ghi âm ấy. Còn khi các bạn muốn nó tự động điện lại thì khi có âm thanh hoặc có tiếng người thì nó sẽ sử dụng cái chức năng tự động điện lại chúng ta này. Các bạn soạn 3 số 3 333 và các bạn gửi đến số của thiết bị ở trong cái này nhé. Các bạn chờ một chút đó, nó Record Scan Alarm, nó là tự động điện lại chúng ta khi có âm thanh này. Hoặc là các bạn giờ tôi sẽ sử dụng trong cái thời gian chờ đợi, các bạn tôi sẽ sử dụng cái chức năng định vị nó này. Các bạn sử dụng hệ điều hành iOS thì các bạn vào App Store, đây App Store, hoặc các bạn sử dụng hệ điều hành Android các bạn vào cửa hàng ứng dụng CF Play các bạn tải đó. Đây thì khi có âm thanh số nó tự động điện lại chúng ta này. Đó. Còn các bạn muốn hủy cái chức năng đó đi, các bạn soạn 3 số 5. Các bạn gửi đến nó, nó sẽ tự động hủy cái chức năng đó đi. Giờ tôi sẽ sử dụng cái chức năng định vị của nó này. Các bạn soạn gõ từ khóa 365 GPS. Đây, đây là 365 GPS này. Đó, nó sẽ tải cho chúng ta, các bạn mở là sẽ tải về thôi. Đây, trong thời gian có hạn tôi đã tải cái app của nó về rồi. Các bạn chỉ cần quét cái số ID nằm trên thiết bị này, nó sẽ truyền về cho chúng ta cái điền cho tự động điền cho chúng ta cái thông tin thôi. Đây tôi sẽ làm này. Đây các bạn hướng cái mã vạch nó trước cái màn hình camera, nó sẽ tự động điền cho chúng ta. Các bạn nhập mã thủ công cũng được. Số đó là số ở đây 359 339 0 075. Path của nó mặc định là 1 2 3 4 5 6 các bạn nhé. Đó, đây là các bạn nhớ thông tin đăng nhập và các bạn nhập vào. Đó, nó sẽ ra định vị này. Định vị chúng ta vô cùng chính xác luôn. Từng số nhà. Đây, hai thiết bị này chúng ta nó rất là gần nhau này. Đây là vị trí của thiết bị này, còn đây là vị trí điện thoại tôi này. Đấy. Vị trí nó quá chuẩn luôn các bạn nhé. Đấy. Thiết bị này thì định vị nó quá chuẩn các bạn ạ. Đấy, mọi chi tiết vui lòng liên hệ, các bạn mà mua hàng hoặc đặt hàng các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại trên màn hình đây 0941089888 hoặc truy cập website cameraquaylen.com.vn. Trên website chúng tôi có rất nhiều sản phẩm camera ngụy trang, camera quay lén, thiết bị định vị, thiết bị nghe lén, thiết bị ghi âm siêu nhỏ,